Rồi hay mai một ngày con xuất giá theo chồng. Trời ơi. Cặp này quá dữ rồi. Trời ơi cô giáo. MC làm thơ rồi. Gặp chưa? Gặp ở đâu? Có lần anh về trường em quay Vượt Lên Chính Mình. Phải không? Dạ. Bây giờ anh này anh miền Tây cũng dễ thương lắm, nhìn thấy anh làm mặt rất là hậu. Cho em coi. Coi ai vậy? Tự. Muốn chồng chưa? Hơi hơi à anh. Hơi hơi rồi hả? Dạ. Em muốn chồng vậy. Bạn nam. Mời bạn ngồi. Rồi, mời bạn nữ. Dạ, em chào chị Cát Tường. Em chào anh Quyền Linh và chào bạn nam bên kia ạ. Chào bạn. Rồi, em giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Mộng Tuyền ạ. Nay thì em 27 tuổi. Nghề gì, làm nghề gì Tuyền? Dạ, em làm giáo viên của trường Quang Trung ở huyện Củ Chi á anh. Bạn là từ xưa giờ sinh ra lớn lên Củ Chi luôn hả? Hồi xưa thì em ở dưới Tiền Giang, rồi năm lớp 7 thì em mới lên Củ Chi, rồi em ở Củ Chi từ đó tới giờ luôn ạ. Tuyền ở Củ Chi đó, bạn trai giới thiệu về mình đi. Về mình đi bạn. Dạ, em 34 tuổi, em tên Lộc, quê ở Bến Tre. Làm nghề gì Lộc? Dạ, em làm bên công nghệ thông tin. Bến Tre lên thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ, hơn 10 năm. Mấy mối tình rồi? Dạ được 20 tình chính thức, còn râu ria thì cũng quen 3-4. Vậy sao mình không tìm cho mình một đối tượng để đi chung con đường mà phải râu ria hoài vậy? Thì nói chung là cũng có tìm nhưng mà không có hợp tính nên chia tay sớm, bắt đầu khổ. Chia tay sớm là sớm bao lâu mới chia tay? Có thể là quen 1-2 tháng, 3 tháng gì đó, thấy tính tình nó không có hợp nên kết thúc sớm. Sơ yếu tình trường sơ sơ đó. Dạ. Còn bạn nữ có thể Mộng Tuyền thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi? Tính đến nay thì em có 2 mối tình chính thức chị. Rồi cũng có râu ria nữa hả? Dạ. Nghĩa là yêu song phương á chị. Còn những cái chuyện tình đơn phương thì nó cũng nhiều. Em nói luôn cái lý do mà em tới giờ này vẫn chưa tìm được bạn trai. Dạ, đó là bởi vì em cảm thấy là em thích công việc. Cái người yêu đầu tiên á thì anh ấy chia tay là bởi vì em đam mê cái nghề làm MC quá. À, có làm MC nữa hả? Dạ. À. Rồi xong cái người bạn trai thứ hai thì lúc đó là em cũng 25 tuổi rồi và anh ấy thì nghĩ rằng là thôi em nghỉ dạy đi, nghỉ làm MC đi rồi về nhà chỉ làm công việc nội trợ thôi. Thì em không chấp nhận được điều đó bởi vì phụ nữ hiện đại thì cũng phải cần có cái sự đúng rồi, có công việc có sự nghiệp của mình nữa chị. Và em cảm thấy là hai người không hợp nhau. Ủa rồi bây giờ mình còn làm MC không? Dạ còn, em là MC sự kiện của mấy cái sự kiện của ngành. Bây giờ làm thử đoạn bạn muốn hẹn hò nghe coi chơi. Đúng rồi. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò của Đài Truyền Hình Thành Phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì các bạn sẽ được gặp gỡ một cặp đôi rất là dễ thương. Không biết là bạn bên kia dễ thương hay không nhưng mà cái bạn nữ bên đây đã hơi hơi dễ thương rồi. Bên đây là cực kỳ dễ thương luôn. Đúng rồi. Dạ trong trường mình dạy môn gì Tuyền? Dạ em dạy ngữ văn á chị. Tính tình của em thì em có thể gom mình lại trong 3 tính từ. Thứ nhất là em là một đứa rất là lãng mạn. Bởi vì em học văn cho nên em khá là lãng mạn. Em viết thơ, em làm văn. Chết rồi, em khô khan. Sắp tới em cũng sắp xuất bản tập thơ. Vậy hả? Xuất bản luôn hả? Nhưng mà chị đừng kêu em đọc thơ. Sao vậy? Em không nhớ thơ em. Em không nhớ thơ em rồi làm rồi thơ em sao người ta nhớ? Tại em làm nhiều quá nên em không nhớ thôi nhưng mà em. Em làm tại chỗ xuất khẩu thành thơ một bài thơ đi. Hôm nay bạn muốn hẹn hò. Em đang chờ đợi chuyến đò đời em. Cuộc đời lắm nỗi truân chuyên. Chỉ mong ghé bến cho yên lòng mình. Hay. Cũng được. Chưa bằng nào, lắm bạn nhưng nam mà cảm giác được. Như thế nào? Ừ. Rất là hay, giỏi, là em thích người giỏi giang lắm, lãng mạn lắm chị. Bây giờ bạn nam có cái khả năng gì mình phải đáp lại bạn nữ chứ? Thôi em ra một đoạn thôi. Rồi. 2-3. Sáng hôm nay trên đường quê có một đám cưới rước dâu về thôn sớm khác. Cô dâu áo hồng khăn tía chàng rể xinh xinh ôm chặt chiếc khai trầu. Dạ thôi được. Tiếp đi đó. Hỏi cô em gái cùng thôn sao dội giả đi lấy chồng, bỏ lại giường cao còn non trái với mấy luống trầu chưa kịp khai mương. Giường nhà em nhờ anh qua làm thế, em lấy chồng là theo lệnh của mẹ cha.
em lấy chồng giàu cả xóm mừng vui, chỉ có mình anh là ngẩn ngơ buồn bã. Đó. Hát cả luôn được nữa. Hả? Thiệt. Bên đây hát cả luôn được nè, anh Linh ơi. Làm luôn đi cho nó vui. Đúng rồi. Em hát đầu đoạn của bài Con gái của mẹ. Mẹ ơi phận gái 12 bên nước biết bến nào trông, biết sông nào đục, biết rủi hay mai, một ngày con xuất giá theo chồng. Cặp này quá dữ rồi. Trời ơi cô giáo. MC làm thơ. Gặp chưa? Gặp ở đâu? Có lần anh về trường em quay Vượt Lên Chính Mình. Phải không? Dạ. Bây giờ anh này, anh miền Tây cũng dễ thương lắm. Nhìn thấy anh làm mặt rất là hậu. Cho em coi. Coi ai vậy? Tự. Muốn chồng chưa? Hơi hơi à anh. Hơi hơi rồi hả? Dạ. Em muốn chồng như thế nào? Em thích người đó cao hơn em. Rồi. Phải hiểu cái công việc, hiểu cái đam mê của em. Hiểu hai người này hát chung cải lương là hiểu rồi đó. Phải là một người chung thủy, không có lăng nhăng. Em không thích hút thuốc. Nói chung là phải biết nghĩ cho gia đình nữa. Rồi nha, thấy được á, anh này cũng dễ thương lắm. Bây giờ cái điểm nào em không thích ở người bạn nam nữa? Em không thích là anh ấy không có cầu tiến, nghĩa là không có cái niềm say mê trong công việc. Về ngoại hình thì em cũng không thích người nào mà bụng bự quá. Có cái mẫu người lý tưởng giống ai không? Dạ giống anh Quý Bình. Bụng bự. Dạ chào chị. Có cái bụng bự. Trời hát ngọt quá ha. Nhỏ mà chị. Bụng vậy mà hơi dữ vậy hả? Dạ. Mình có tật xấu gì không? Dạ tật xấu nhiều lắm. Ví dụ? Chắc là ai lì. Cái điều gì em không thích ở người phụ nữ? Dạ em không thích bạn như là đuôi đòi quá. Như là trang điểm nó lẹ lẹ quá. Trang điểm là nhiều quá thành trang trí mất rồi nó không đẹp. Vậy là trang trí hay trang điểm? Trang trí đó. Muốn vợ không? Dạ. Cho nói lại. Anh này là trang điểm. Bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Dạ em nghĩ chắc 3 tháng rồi là. 3 tháng đến 5 tháng rồi tìm hiểu. Nhanh dữ vậy? Đã chuẩn bị gì? Dạ muốn vợ rồi chị. Nhưng mà chuẩn bị gì cho việc lấy vợ chưa? Dạ, chuẩn bị hết rồi, thiếu con dâu, cô dâu thôi. Hết là cái gì ví dụ? Như vòng vàng nhà cửa thì được nửa cái rồi. Vòng vàng thì có nhà cửa ở đâu mà được nửa cái? Cửa nửa cái. Chuẩn bị sẵn mua chị. À có nghĩa là tiền trong túi là được nửa cái rồi phải không? Tiền đặt nhà hàng đồ có chưa? Dạ cái đó chắc phải vài tháng nữa đi. Vài tháng nữa ha. Coi như giờ ráng xoay sở được cái gì. Xoay sở được. Dạ dạ. Có chỗ mượn nợ đúng không? Dạ. Mượn anh Miền Linh kìa. Được. Yên tâm. Miền Tây kế bên tôi là Bến Tre gần Tiền Giang mà. Dạ đúng rồi. Hôm nay mình đi có người thân đi theo ủng hộ mình không? Có em họ của em á chị. Dạ em kính thưa chú Quyền Linh và cô Cát Tường. À. Em là em họ của chị Tiền. Bình thường chị ở nhà có kén lắm không? Sao cũng nhiều tài vậy mà chưa có bạn trai? Dạ chị cũng không kén lắm, chị chỉ lo công việc nhiều quá rồi hết thời gian rồi cũng không có thời gian để mà tìm bạn trai của mình. Thấy anh bên kia sao, hợp với Tiền không? Dạ nhìn anh cũng được, cũng vui tính. Còn chuyện mà chị Tiền có bấm nút hay không thì em để cho chị tự cảm nhận rồi quyết định. Mà em muốn chị Tiền bấm nút không? Dạ muốn. Muốn hả? Được rồi, vậy được rồi. Bạn trai thì sao, mình có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có hai bé làm chung. Em thấy chị này cũng được, cũng hiền đó anh. Nhưng mà anh Lộc của em hiền hơn đó, nên chị đừng có ăn hiếp mà Lộc của em mà được. Kéo màn lên đi, nôn hai người này quá. Về hai người cứ suốt ngày hát cái lương rồi ăn cháo luôn. Hả? Rồi, kéo màn lên. Chúng ta có 2 phút gặp mặt trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. À, chào anh. Dạ em chào anh. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn. Mèo Kitty. Lần đầu gặp thì cũng có ấn tượng. Em rất là năng động. Dạ. À, nói chung là cũng người đáng tin tưởng. Nhưng mà cổ làm MC đó, có cho cổ làm MC không hay là cấm cổ làm? Dạ đúng rồi. Dạ cái đó đam mê chắc chấp nhận được. Tại vì em nói chuyện cũng dở lắm nên cần người phải chia sẻ hơn nữa. Cổ làm MC có đâu nói chuyện với em, có nói chuyện người khác không á. MC thì em sẽ phải trang điểm rất là nhiều mà nãy em nghe anh nói trang trí là... trang điểm giống như trang trí thì em lại sợ. Thì nói chung là mức độ chấp nhận được thì tốt thôi. Dạ. Chứ đừng có nhiều quá. Giống vậy được không anh? Dạ ok rồi.
Bạn ấy nãy có nói là 3 tháng, quen 3 tháng cưới luôn. Em có đồng ý không? Em nghĩ là nếu mà để tìm hiểu thì phải hơn cái thời gian đó. Nhưng bạn giờ bạn yêu bạn quá, bạn cưới luôn thì được sao? Phải tìm hiểu cho kỹ chứ anh. Thí dụ giờ bạn yêu luôn nè, bạn nói được, cưới luôn thì em chịu không? Chưa. Chứ ý em muốn bao lâu? Ít nhất cũng phải tìm hiểu khoảng 1 năm. Tại vì là em sợ mình phải kỹ lưỡng để coi là em có thật sự phù hợp với anh hay không. Lộc thấy sao? Dạ nói chung là cũng bạn nói cũng đúng, là tìm hiểu thì tại em nói đại khái cái thời gian thôi, chứ còn 3 tháng hay 5 tháng thì cũng hơi ít. Để nhưng mà ở gần thì không nói gì, gặp nhau thường xuyên thì có thể dễ biết, còn như xa xôi thì nó lại khác. Thôi được rồi, hết thời gian. Bây giờ chúng ta sẽ có những khoảnh khắc để quyết định hẹn hò không hẹn hò. 3 tiếng đếm, nếu các bạn không đồng ý hẹn hò thì đừng bấm. Đồng ý hẹn hò là chúng ta đang nghĩ đến điều gì đó nó xa hơn nữa. Quyết định 3 2 1 Có vẻ bạn Lộc cũng nôn nao quá đúng không? Dạ cũng hồi hộp. Nắm tay nhau cái đi hai bạn. Đấy. Cảm giác sao? Mềm với ấm. Hồi nãy chưa có điện gì, giờ thấy có điện gì chưa Tuyền? Để chờ thời gian nữa coi sao chị. Trời sao khó vậy? Điện không xâm nhập được hả? Em không biết nữa. Cảm nhận của anh là hai người rất là hợp lý với nhau ha. Chào bạn. Trước tiên thì cho em xin gửi đến chị Cát Tường món quà nhỏ. Rồi, chị cảm ơn em. Đây là món quà và cũng là hay đó là để nói lên cái quê hương của em, đó là xứ sở của kẹo dừa. À, bánh te hả? Dạ. Rồi bây giờ giới thiệu tên tuổi đi. Em tên là Huỳnh Lê Thúy Oanh. Năm nay em 25 tuổi và hiện đang công tác trong ngành may. Mời bạn trai. Em tên là Nguyễn Minh Khôi ạ, làm IT ạ. Giờ em 28 tuổi ạ. Đẹp trai nhỉ, phong độ. Nhưng mà tại sao mình không tìm được người yêu? À, môi trường làm việc của em ít bạn nữ ạ. Bạn cũng phải có đi ra ngoài và gặp nhiều bạn nữ chứ. À không, em làm IT, em làm ở công ty, em làm phần mềm, làm web. Nhưng mà không lẽ ngồi suốt công ty không có về đi về? Về nhà thì ở nhà thôi, không đi đâu ạ. Có quen được mối tình nào chưa? Dạ chưa ạ. Thiệt luôn á hả? Dạ thiệt ạ. Cảm tình bạn anh như vậy sao? Dạ hai chị, mối tình đầu là từ hồi cấp 3. Cái mối tình thứ hai thì là cũng trong thời gian còn là sinh viên. Yêu nhau được khoảng nửa năm thì bạn em chia tay mà em không biết lý do. Đến giờ em cũng không biết lý do nữa. Có nghĩa là hai mối tình đều chia tay mà không biết lý do. Cái đầu thì chắc là hai đứa còn trẻ con quá. Còn cái thứ hai thì mới là không biết lý do. Tới giờ này cũng chưa biết lý do luôn. Dạ chưa, người ta có vợ có con rồi. Ưu điểm của bạn là gì? Dạ em thì khá là hoạt bát, lanh lợi và nói cũng nhiều. Nói chung là em đi đâu em cũng lôi kéo được đồng bọn về cho mình. Còn khuyết điểm? Dạ khuyết điểm chắc cũng nói nhiều quá chị. Bao lâu rồi không có bạn trai? Dạ khoảng 5 năm rồi chị. Bao lâu thì kết hôn được? Dạ khoảng 2 năm. Ở bên kia thì muốn bao lâu nữa mình kết hôn được vậy em? Em muốn khi 30 tuổi em lấy vợ. Là 2 năm nữa? Dạ. Có phải tiêu chuẩn mình cao quá nên mình chưa tìm được yêu không? Khi ai hỏi em người bạn gái lý tưởng của em sẽ nói là Ngọc Trinh. Mà nãy em đi ngang em thấy chị Cát Tường xinh quá, chắc giờ là chị Cát Tường. Bạn không thích điểm nào ở người bạn gái? Hơi hiền quá em không thích. Em thích ở bạn gái mình điều gì? Phải cá tính một tí và năng động một tí. Mình có những cái ưu khuyết điểm gì? Khi đã quyết tâm làm việc gì thường em sẽ theo đuổi mục tiêu của em đến cùng. Khuyết điểm? Hình như em diễn tả cái lời nói của em hay là em muốn người khác hình như hơi khó. Không diễn tả được những cái gì mình suy nghĩ. Đúng đúng, dạ. Nãy giờ mình cũng có cảm giác như vậy. Sở thích của mình? Dạ em thích ăn, cũng thích ngủ chị. Đôi khi thì cũng thích trở về cội nguồn với những cái nơi mà nó có cái nét thơ mộng và nó cổ xưa một chút. Có nghĩa là thích đi du lịch, tự nhiên trở về cội nguồn, chị tưởng nó thời ăn long ở lỗ hay dạ gì? Cũng được đó chị. Chắc mà kiếm được chỗ đó em cũng ráng về. Phải không? Dạ. Nhớ rủ anh đó đi với nha. Không biết anh chịu không, chứ thấy khó quá. Bạn gái bên kia là quê Bến Tre, còn bạn là quê đâu? Dạ em quê ở Kiên Giang ạ. Em theo gia đình 10 năm rồi. À tức là gia đình ở đây hết luôn? Dạ. Bây giờ mà ở thành phố Hồ Chí Minh nếu lấy vợ thì ở đâu? Có nhà riêng ạ, phải lên kế hoạch để mua nhà. Là lên kế hoạch là như thế nào? Em hạn mức là nhà chung cư 600 triệu đi. Và mỗi tháng mình trả bao nhiêu đó? Một tháng 12 triệu đi. Góp với tiền lời với chi phí chắc là 20 năm xong trả xong căn nhà. Nhưng có đủ chi phí để góp hàng tháng chưa? Cái này phải cố gắng nhiều ạ.
cố gắng nhiều đúng không? Dạ. Rất là thà. Thôi để xem cô gái mình thế nào nha. Chào anh Quyền Linh. Chào bạn. Bánh tre rất dễ thương hả? Dạ. Cảm ơn bạn. Dạ. Kẹo dừa đúng không? Dạ. Cô gái này, ai đứng như bóng dừa hả? Lên thành phố lâu chưa? Dạ 7 năm rồi anh. Bây giờ ở với ai trên đây? Dạ em sống với chị hai với em của em. Còn ba mẹ dưới Bến Tre? Dạ. Ở tại Bến Tre hay là ở đâu? Dạ ở Chợ Lách anh. Chợ Lách rồi cũng gần Bến Tre mà cách mười mấy cây thôi. Dạ anh rành dữ. Rồi cảm ơn em. Kế hoạch của bạn trai đó là mua nhà trả góp 20 năm thì em thấy sao? Dạ hơi lâu quá chị. Thì em phụ em góp chung cho nó lẹ. Dạ chắc rác cho thành 10 năm thôi được. Hôm nay em tới có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có, chị có em họ với lại các bạn của em. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Rồi chào em. Em thấy anh này thì cũng gọn gàng sạch sẽ. Tính tình thì cũng thích người hoạt bát. Chị em thì thuộc loại rất hoạt bát. Em ủng hộ. Dạ cái đó thì phải tùy vào tính cách. Ủng hộ không ấy đó? Dạ, ủng hộ. Ủng hộ, rồi vậy được rồi. Cái mẫu người bạn trai lý tưởng là người như thế nào? Dạ, em mong là bạn trai của mình sẽ lớn hơn em 4 tuổi trở lên. Có thể dẫn dắt em cũng như là suy nghĩ được những cái gì mà nó tốt cho cả hai. Thứ hai là em thích phải cao một tí để có cảm giác là giống như là được bảo vệ hơn. Một người không bị hói chị. Không bị hói? Dạ. Em chào chị ạ. Em có hồi hộp dễ sợ. Trời ơi cảm ơn nghe, hôm nay có lộc quá. Ủa chị nhận quà của em hói chị cũng ngại. May quá cũng được. Thôi ngồi xuống đi. Dạ em cảm ơn. Cao nhiêu? Dạ 1m7 á. 1m7 sao thấy lùn vậy? Tại đi giày thấp á. Có khai giang không? Dạ không á. Chứ không lẽ con trai muốn mang giày cao gót? Thấy chưa? Em tự nhiên cái tường chi vậy chứ chi cái làm khó em đó. Quên. Trời dễ thương quá, ngồi xuống. Trời đi. Cảm ơn. Lấy chị cái tường ra làm chuẩn à. Khó em út nữa. Ủa mà sao tự nhiên đổi ý lấy chị ra làm chuẩn vậy? Tại thấy chị xinh ạ. Xinh thôi hả? Chỉ cần xinh là được hả? Cô này xinh lắm. Nhưng mà phải có cái bên trong nữa. Cái xinh mới bên ngoài thôi. Hy vọng là nhận quà của hai người xong sẽ tác hợp được cho hai người. Chứ không nuốt cục kẹo dừa cũng không trôi. Nói chung là đẹp trai, dễ thương, không có hói. Nên yên tâm đi. Ủa bạn Nam có đi với người nhà không? Dạ có, em có đi với anh sếp của anh với bạn đồng nghiệp ạ. Sếp thấy sao? Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Cảm nhận hôm nay thì em thấy là hai bạn này có một cái phần bù cho nhau ấy. Cái gì mà Khôi còn thiếu và những cái gì mà Khôi chưa có được thì bạn nữ đã có. Và có những cái gì mà Khôi có thì bạn nữ này sẽ bổ sung rất là tốt cho nhau. Em làm việc với Khôi cũng hơn 1 năm rồi. Thì Khôi là một người rất là có tài, người sống nội tâm. Em lại là một người sống hướng ngoại. Hai người anh nghĩ đều là người sống sâu sắc đấy. Các em sẽ dành thời gian tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nếu hai người đồng ý bấm nút thì sếp cho nghỉ mấy ngày. Cái này thì hai người sẽ thỏa thuận với nhau. Và nếu mà Khôi mà có khả năng mà tìm được bạn gái mà đồng ý lấy Khôi đi luôn là cũng ok ạ. Rồi cảm ơn bạn rất nhiều. Đồng ý. Thôi bây giờ chúng ta kéo màn lên. Hai người chuẩn bị gặp nhau nha. Đấy sếp là bật đèn xanh rồi đó nha. 2 phút dành cho hai bạn. Bắt đầu. Nó có mất quà từ nha. Dạ em cảm ơn. Trao đổi 2 chiều quá. Giống các thường hay giống Ngọc Trinh? Hình như giống Ngọc Trinh hơn á. Có vẻ như anh cũng hơi khó đúng không anh? Dạ mình... Dạ khó. Em sợ mình không đủ hoàn mỹ. Em có những lúc không kiềm chế được bản thân để làm ra những chuyện nó hơi điên. Mà anh có chịu nổi không anh? Anh sống nội tâm, anh rất là trầm. Em điên cỡ nào cũng không sao. Anh nghĩ như thế nào về em? Chút. Tốt chỗ nào? Điểm rất là tốt. Sếp em dạy á, khi mà người ta nói good á, có nghĩa là nó chỉ ở cái dạng khá khá thôi. Khi nào mà excellent mới thật sự là tốt. Tại mình chưa biết chỗ đó. Excellent hả? Thôi giống ép quá à. Hỏi chuyện lấy nhau rồi làm dâu rồi sao? Hỏi đi cưng. Dạ em thấy nãy giờ em hỏi nhiều quá anh chưa hỏi. Mình tất cả đều đồng ý hết. Bạn cứ hỏi mình trả lời. Giờ lấy nhau vậy anh có phải làm dâu không? Từ nhỏ anh sống với mẹ anh và mẹ anh cũng không làm dâu gì hết. Và anh thấy là con dâu mà ở với bố mẹ chồng thường có vẻ như không tốt. Mẹ anh thì không ở với bố mẹ chồng và cũng... cái quan hệ nó rất là tốt. Cũng hên xui lắm anh. Lấy gương từ mẹ là sống hạnh phúc. Mình cũng để cho vợ mình hai chồng hạnh phúc ra riêng ở. Dạ. Bây giờ nếu mà vợ với mẹ hai người cãi nhau mà em đứng chính giữa em xử trí thì sao? Ngay khúc đó em xử trí thì sao? Em đi ra chỗ khác. Chết rồi. Mình nói nó không hay, thường mình là đổ dầu vô lửa không mà mình nên tránh xa. Nhưng mà nếu mà con dâu trong nhà mà cãi với mẹ chồng, to tiếng với mẹ chồng thì như là đâu có được chẳng. Không có to tiếng, kiểu như âm ỉ đó rồi mình không xử lý hả?
tốt nhất là nên bộc lộ. Khi em to tiếng cãi tranh luận vấn đề phức tạp đến mấy, nó phải ra cuối cùng, nếu không hai mẹ chồng nàng dâu nó cứ phức tạp hoài đến một lúc nào đó còn nhiều thứ khác nữa. Nhưng mà không phải lúc nào mình cũng nên bộc lộ ra cái gọi là cảm xúc của mình á, thì mình là một người nhỏ hơn, và trong khi mẹ thì lớn hơn, thì cái vấn đề đó nó đôi khi nó sẽ liên quan đến đạo đức về lễ phép. Thì anh nghĩ là bộc lộ thì nên bộc lộ như thế nào ạ? Tốt nhất là nói gì cũng được, không được hỗn là được rồi. Tức là quan điểm có trái nhau nhưng mà không được phép hỗn. Vậy hơi khó anh. Không khó. Xung đột nhiều quá thì nên im lặng. Lúc mà mình nóng giận nhiều khi mình sẽ nói sai. Khi mà cả hai im lặng thì anh sẽ làm gì? Anh cũng im lặng luôn. Mình xem người ta nói là mẹ chồng với nàng dâu cãi nhau kịch liệt quá, thường người con trai phải đứng về phía mẹ, khi ra chỗ khác thì dỗ dành vợ sau thì nó tốt hơn. Chứ nếu mà đứng ở phía vợ luôn thì lúc đó cái mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu và nó sẽ càng nhiều lên. Không đúng. Ta nói một câu gì đó về tình yêu đi. Khi gặp em thì anh cảm thấy là mình không thể nói lên nên lời. Em cũng nhìn thấy anh rồi đấy, anh không biết nói gì cả. Tức là người này có vẻ như đúng là đối tượng của mình rồi đấy. Mình sẽ bắt đầu từ một tình bạn và hy vọng là tình bạn nó sẽ dẫn đến nhiều kết quả tốt đẹp hơn. Hết thời gian. Bây giờ bạn Nam cảm giác như thế nào? Hình như cái tiếng tim đập nó chậm hơn tim của mình. 3 2 1 Hết thời gian. Chúc mừng chàng trai nha. Chiến thắng rồi đấy. Khi bạn gái bấm nút mà nhìn thấy màu đỏ rất là sung sướng đúng không? Dạ. Cảm giác nó lúc đó thế nào? Như mình mới leo được đỉnh núi Everest. Không có núi nào lùng như em đâu anh. Tay nắm tay nhau để cảm nhận lần đầu tiên gặp nhau. Dạ, chào bạn bên kia. Rồi, chào bạn. Giới thiệu về mình đi bạn. Em tên là Nguyễn Quang Huy, hiện là giám đốc chi nhánh công ty chuyển phát nhanh tại Đà Nẵng. Năm nay mình 30 tuổi. Ủa vậy là giờ mình ăn ở Đà Nẵng luôn hả ba? Dạ, em ở Đà Nẵng, mới bay vào tối hôm qua. Ồ. Vô Sài Gòn kiếm vợ hả? Dạ. Khoan, vậy em giới thiệu về mình đi, em giới thiệu tên. Em là Vi Linh. Em 30 tuổi, em là kỹ sư xây dựng. Nhưng mà em ở đâu? Em là người Đà Nẵng không chị? À, bây giờ đang làm việc ở Đà Nẵng luôn hả? Dạ không, em làm việc ở trong này. À, cùng quê thôi, nhưng bây giờ một người làm việc ở Sài Gòn, một người làm việc ở Đà Nẵng. Dạ. Nhưng nếu vậy thì các bạn quyết định khi mà là tiến tới hôn nhân thì sẽ ở Đà Nẵng, ở thành phố Hồ Chí Minh. Quan điểm mọi người? Em thì chắc là về ở Đà Nẵng. Rồi, còn bạn gái? Em thì cũng tùy, nếu mà thấy được thì em cũng muốn về nhà. Nhưng được. Mà em vào Sài Gòn lâu chưa? Dạ em cũng làm lâu rồi chị. Mình làm kỹ sư là kỹ sư gì? Xây dựng là làm thì kinh tế xây dựng. Em làm hợp đồng rồi hồ sơ thầu rồi thanh toán quyết toán với chủ đầu tư á chị. Điểm mạnh điểm yếu của mình một chút cho bên kia nghe. Nói chung là ví dụ như là nấu nướng này, hay giặt giũ hay chăm sóc gia đình á thì em có thể làm được hết. Chăm sóc người bệnh vậy đó. Tại vì em hay ở với mấy đứa em, rồi mấy đứa hay đau ốm thì em cũng chăm sóc vậy đó. Rồi. Với lại em biết sửa mấy cái đồ như mấy cái đồ điện nước trong nhà mà nó có lỡ mà có hư ít chứ. Sửa được luôn? Dạ. Hay vậy ta, tướng có chút ác thì mà sửa điện nước trong nhà luôn hả? Ý là ví dụ như nó hư một xíu ở mấy cái chỗ rò nước thì em vẫn có thể làm được với cái chuyện đó chị. Còn khuyết điểm của mình? Khuyết điểm của em thì hơi nóng tính, thẳng tính nữa. Với lại nếu mà thấy ai mà bừa bộn hơi cầm ràm. Không sao đâu, phụ nữ cầm ràm chút cũng được. Bạn nam có cảm nghĩ như thế nào về những ưu khuyết điểm của bạn nữ? Dạ em thấy bạn nữ khá là cần bạn, biết được nấu ăn rồi sửa rất là giỏi. Kỹ sư xây dựng nữa cũng giỏi đúng không? Dạ rất là giỏi. Công việc của bạn là giám đốc chuyển phát nhanh hả? Dạ công ty chuyển phát nhanh tại Đà Nẵng, quản lý cả toàn miền Trung. Ồ chức lớn quá nhờ. Vậy thì nhân viên nhiều lắm mà mình không có để ý ai thôi. Dạ chuyển phát nhanh thì đa số là nam giao nhận hàng hóa. Dạ chỉ có kế toán, chỉ có một hai người kế toán thôi. Không để ý người kế toán nào trơn hả? Bạn có ưu khuyết điểm gì? Bạn khá hòa đồng, cũng vui vẻ thật thà. Còn ý khuyết điểm là cũng là đồng tính ít nói. Lý do ế hả? Dạ. Bạn được mấy mối tình rồi? Trước giờ thì em được 2 mối tình. Mối tình đầu tiên thì quan hồi đi học. Mối tình thứ hai thì mới chia tay cách đây
một năm. À, Linh thì sao? Bạn có những yêu cầu nào đặt ra cho người bạn trai mà mình mong muốn? Em thích người cao. Em thích người mà biết chăm sóc gia đình đó. Ví dụ như phụ giúp vợ trong cái việc nhà, ví dụ như hai vợ chồng cùng làm đó, thì nó... Vấn đề đó em yên tâm. Anh sống là một người hướng về gia đình. Bạn trai biết nấu ăn không? Có chịu phụ bạn gái nấu ăn không? Dạ biết chị. Em sống tự lập mà sớm này nha. Vấn đề đó không biết. Đúng rồi. Nấu món gì ngon nhất? Ở con mình à. Em thì nấu còn không ngon nhưng mà nói chung là biết nấu. Biết chăm sóc vợ không? Dạ biết chứ, không biết thì sao được. Nếu vợ giận thì mình làm gì? Dạ, giận thì cũng tùy, thì mình có thể tạo mà dẫn nó đi chơi xem phim. Nếu vợ không đi. Anh có già trưởng lắm không? Không em. Anh sống rất là thoải mái trong vấn đề tình yêu và gia đình, tôn trọng lẫn nhau. Điều gì Linh không thích ở người bạn trai? Em không thích người quá chi ly nè, tính toán á. Rồi không thích người nhậu nhiều. Ồ, bạn trai có ăn nhậu không? Dạ không, em uống bia rượu không được vậy. Uống do là như mặt trời mọc á. Giờ bạn gái đang trong thành phố Hồ Chí Minh, rồi bạn ra ngoài Đà Nẵng gì rồi hẹn hò quen biết sao? Thì nếu mà cảm thấy hợp mà đồng ý thì có thể một tháng anh vào khoảng 2-3 lần. Chắc không? Tháng vào 2-3 lần hả? Được không em? Còn ngoài ra thì liên hệ qua cổng thông tin điện Facebook nhắn tin. Bạn có hay công tác thành phố Hồ Chí Minh không? Dạ có. Cũng có mà, giám đốc đi công tác nhiều mà. Dạ có chi nhánh tại Hồ Chí Minh. Vậy là được rồi. Được rồi, Linh thấy vậy ổn không Linh? Dạ cũng ổn. Nhưng mà Linh à, hôm nay mình đi có ai đi theo ủng hộ mình không? Có người thân? Dạ em có mợ với mấy em. Mợ hả? Dạ. Chào anh Nguyễn Ly và chào Cát Tường. Dạ, chào cô ạ. À, bình thường Linh ở nhà là người như thế nào hả cô? Thì Linh thì mê việc lắm ạ. Mê việc quá cho nên là cô nhà cũng có hỏi hoài mà thấy chưa thấy dắt về. Từ xưa giờ có dắt ai về chưa cô? Chưa. Chưa có mối tình nào hả em? Dạ có nhưng mà thấy cũng yêu đương nhưng mà cũng không đi tới đâu nên thôi không biết dắt về. Về. Dạ. Dạ cô thấy anh Minh Bảnh như thế nào hả cô? Mà thấy được á. Dắt anh này về được không mợ? Được như thế nào? Cũng phù hợp với lại quê của Linh. Dạ. Ba mẹ cũng ở Đà Nẵng á. Dạ. Rồi còn anh có đi với ai không? Dạ em có bạn thân em. Rồi chào bạn. Dạ, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào anh. Và chào các quý vị khán giả. Đánh giá thế nào mọi người bên đó? Cảm nhận đầu tiên của em là thấy bạn này cũng rất là thật thà. Nói chung là tuy mấy việc nhưng mà thuộc tiếp người cổ điển là người phụ nữ của gia đình. Em khuyên gì với bạn em? Thì nếu như mà khắc phục được cái vấn đề khoảng cách thì có lẽ là hai người sẽ tiến tới được. Rồi cảm ơn anh. Thật ra cái chuyện khoảng cách nó không sao đâu. Anh này anh hứa là tháng anh vô 2-3 lần. Dạ, thì... cho anh đúng không? Tháng vô 2-3 lần. Thay vì bình thường mà cùng cái địa lý thì mình có thể tìm hiểu 1 năm. Bây giờ mình tiết kiệm đi, mình rút lại 6 tháng thôi mình đám cưới được rồi. Đỡ tốn tiền vé máy bay ra vô. Dạ, cũng cùng quê nên dễ. Nhưng mà hỏi nghe này, bạn gái này không có thích người đàn ông mà chi ly quá. Bạn có chi ly quá không? Cũng không, em nói anh rất là người rất là thoải mái về vấn đề, nó không có chi ly lắm. Mai mốt lấy nhau về thì tiền bạc ai quản lý? Cho vợ. Em tính hết đâu. Tính hết rồi. Giờ để dành được nhiều chưa hỏi thiệt á. Dạ cũng đủ, nếu mà đám cưới thì vẫn đủ rồi. Vẫn đủ rồi ha. Dạ. Anh cao bao nhiêu? Dạ 1m7. Cao 1m7. Rồi đủ chuẩn luôn rồi. Đủ chuẩn rồi. Đúng rồi chị. Đây để anh xem mặt bên đây coi làm sao nha. Em chào anh. Chào em, xinh đẹp quá. Dạ. Em tưởng tượng người đàn ông bên kia thế nào? Chắc là hiền lành. Rồi sao nữa? Nghĩ là chắc là chân thật lắm. Ý là có cái gì là nói cái nấy đó. Nãy giờ nghe tiếng là có cảm tình gì chưa? Cùng quê mà anh nên. Thế anh hiền lắm á. Dạ. Hiền dễ anh hiếp. Hiền dễ hiếp lắm. Phải không? Cỡ nữa. Miễn cái chị khoái nhất cái vụ mà tiền có tính trước rồi giao cho vợ gì hết đó là được rồi đúng không? Chuẩn bị. Vậy nói là được lắm. Mình có 2 phút để trò chuyện với nhau nha. Nào, có khi mình trò chuyện xong dắt về Đà Nẵng luôn. Đỡ khỏi mất công đi ra đi vô tháng 3 lần. Kéo màn lên. 2 phút bắt đầu. Chào bạn. Dạ. Cảm ơn quà. Em cảm ơn anh. Trông bạn rất là xinh. Dạ em cảm ơn. Rất là vui mà là bạn cùng quê ở Đà Nẵng. Dạ. Biết là không biết là ở Đà Nẵng ở nhà mình ở đâu. Em vẫn học bên xe. Trên công nghiệp hoặc trên trên chiều. Dạ gần trường sư phạm á. Nếu mà sau này mà đi tới những cái tốt đẹp hơn về vợ chồng ví dụ như đó
Thì mình có vấn đề này mình hỏi bạn là trong vấn đề giao tiếp á, ví dụ như trong cuộc sống gia đình, ví dụ trong quá trình giao tiếp mình nói chuyện với bạn bè, người thân, trong đó mình nói sai vấn đề gì đó bạn không thấy hài lòng thì bạn sẽ cư xử như thế nào? Nếu mà đang là tiệc trà hay là gì đó, nếu mà không đúng hài rồi, lòng trà nói chuyện thì em nghĩ là lúc đó thì mình cũng không có nên nhắc nhau, tại vì cái đó là phải về nhà nhắc nhau chứ không có thể nhắc trước mọi người như vậy, nó không có hay đâu. Rồi ok, mình chỉ cần vài thôi. Rồi mình bạn muốn hỏi gì mình không? Đó cái công việc của em đó, cái công việc của em nó như vậy thì anh cũng hỗ trợ đúng, đúng rồi, mình đã nghe hết rồi, mình chấp nhận được. Kêu bằng em đi, em có tình cảm. Anh nói cho em rước về Vinh rồi mà còn giờ này còn bạn bè gì nữa. Em muốn có nhiều đứa con, hỏi đi. Dạ, thật sự như vậy, gia đình anh thì rất là vắng vẻ. Dạ. Còn nên anh cũng vấn đề là, anh Linh nói anh cũng quan tâm là sau này nếu mà được thì em muốn bao nhiêu đứa con. Ủa chứ không phải pháp luật cho có hai đứa mà anh thì phải đó, hai đứa. Bây giờ chứ ý bạn trai muốn nhiêu, anh muốn mấy đứa? Anh thì ba đứa. À vậy hả? Không hai ba đứa thì cũng không sao, không vấn đề. Khi mua mà tới 4-5 đứa thì mới sợ thôi chứ có 2-3 thì cũng không có khả năng mình tài chính mình có thể lo được cái đó. Dạ. Thích cái câu đó quá. À thôi một cái câu tỏ tình gì đó, sao để mà mình nhanh nhanh mình rút ngắn cái thời gian mình rước cô ấy đi, thấy là hợp quá trời rồi. Một câu nói cuối cùng. Thật sự là tới đây anh Nga nói chuyện thì anh thấy em là mẫu người anh đang tìm kiếm từ trước đến giờ, nên rất mong một ngày sớm để ở chung một mái nhà. Bạn gái có muốn nói gì với anh nữa không ạ? Thôi để chờ em bấm nút đi. Không nói được. Rồi. Nói với mợ trước. Nói gì sao thuyết phục mợ, mợ mới đồng ý nữa. Dạ, chào mợ. Thì vấn đề gặp Linh ở đây thì con rất là thật mến. Nếu mà hai đứa mà tiến xa với nhau thì con có, mợ cũng yên tâm, con sẽ chăm lo hạnh phúc cho Linh. Bây giờ là giây phút để tay nút bấm thiêng đi. Liêng ha, quan trọng. 1 2 3 Bấm rất đùng. Bấm rất cùng lúc. Cùng quê, gần nhà nhau, hỗ trợ công việc cho nhau. Nắm tay nhau. Tuyệt vời đấy. Cảm giác anh như thế nào? Rất là ấm, rất là vui. À, khi nào bay ra Đà Nẵng lại? Hôm nay luôn hay ngày mai? Dạ, nói em chưa sắp xếp lịch nè, còn hẹn hò bạn gái vậy nữa. Thì đi coi phim liền đó.